Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 02 của Thị ủy Ba Đồn về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, gắn với công tác quản lý chỉnh trang đô thị giai đoạn 2020-2025. Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo phòng quản lý đô thị đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cả xã phường tuyên truyền công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị và trật tự xây dựng, thực hiện chương trình phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng đô thị văn minh và chương trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đồng thời đưa trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh thị xã Ba Đồn vào hoạt động. Thị xã chỉ đạo đội quy tắc và trật tự đô thị phối hợp với Ủy ban nhân dân cả xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm cả trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị, chỉnh trang vỉa hè, lòng lề đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đô thị. Cùng với đó, trong quá trình phát triển chung của mình, thị xã đang tập trung xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng cả khu dân cư nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực rõ nét hơn trong xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị của cư dân thị xã.